Thưa quý vị, từ lâu thì mối quan hệ giữa cha con nhà Mark cũng đã được đồn thổi là cơm không lành canh không ngọt, và mối quan hệ này gần đây đã bị đẩy lên đỉnh điểm khi mà ông Thomas đã công khai chỉ trích Meghan xúc phạm hoàng gia sau khi con gái có hành động mà ông cho là lố bịch trong một chương trình truyền hình Mỹ. Ông Thomas Markle, 77 tuổi, cho biết ông cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến con gái Meghan Markle xuất hiện trong chương trình truyền hình Mỹ The Ellen Show. Trong đó cô có những hành động hài hước như nhảy và hát, uống bình sữa em bé, đứng lên ngồi xuống trên phố đông người. Tuy nhiên, ký giả Emily Yeo của Washington Post cho rằng đó không phải là hành động xúc phạm, mà chính là những gì Meghan muốn thể hiện. Đó là cho thấy cô chỉ là một người bình thường sau nhiều năm thu hút sự chú ý của giới truyền thông Anh và thế giới. Sự xuất hiện của Meghan trên The Ellen Show khiến nhiều khán giả Mỹ ngỡ ngàng vì họ từng tin rằng cô sẽ trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Ellen đầu tiên sau khi chuyển tới Mỹ vào năm ngoái.